Ba mẹ kính mến, con không biết dùng lời nào để diễn tả công ơn của ba mẹ đối với con. Con xin khắc cốt ghi tâm công lao của ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã sinh thành dưỡng dục, đã trở thành nguồn động lực, cảm hứng và sức mạnh giúp con trung thành và vững mạnh theo Chúa. Con biết ba mẹ đã giấu đi những giọt nước mắt, che đi những giọt mồ hôi, âm thầm chịu đựng gian khó để nuôi anh em chúng con lớn lên, và nay đều đã trưởng thành khôn lớn nên người. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ, những sợi tóc bạc trên đầu của ba, theo năm tháng đã tích tụ, là những tích tụ của những lo lắng yêu thương dành cho anh chị em chúng con, cách riêng là cho con. Con chỉ biết sống sao cho nên người mục tử và đền đáp ơn nghĩa của ba mẹ. Nguyện xin Thiên Chúa thấu cảm lòng con và ban cho ba mẹ sức khỏe, niềm vui và dư đầy ân sủng của người. Đặc biệt con xin chân thành tri ân tới cha quản sự Phêrô đã không ngừng yêu thương và tạo mọi điều kiện thuận lợi để con được tổ chức thánh lễ tạ ơn cách thuận tiện và long trọng nhất. Con cũng xin cảm ơn tới quý trì công đoàn Mến Thánh Giá Vinh, hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo họ, các ban ngành, cả đoàn thiếu nhi thánh thể, ban lễ sinh, ban âm thanh ánh sáng, anh em an ninh đồi trống và các hội đoàn trong giáo xứ và toàn thể thành phần dân Chúa đã luôn yêu thương, cầu nguyện và giúp đỡ con tổ chức thánh lễ thật nghiêm trang sốt sắng. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria Thánh Quan Thầy Gioan Tiền Hô, gìn giữ và ban cho quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn sức khỏe và bình an. Con cũng xin tri ân anh em bạn hữu, thầy cô giáo cả cấp trong đạo ngoài đời, với tất cả những ai đã từng in bóng trên cuộc đời của con. Cảm ơn sự yêu thương đồng hành và giúp đỡ của mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bồi hậu và ban cho mọi người được hồn an xác mạnh. Con luôn tự hào và hãnh diện khi nhắc đến hai chữ đồng tâm thân yêu, nơi mà con được sinh ra và lớn lên. Dù con có mục vụ ở nơi xa xôi, nhưng trái tim của con luôn mang theo hình bóng và ân tình của quê nhà. Giờ đây, cho phép con được nói đôi lời với gia đình thân yêu của con. Trước hết, con xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ tổ tiên, ông bà nội ngoại, thân bằng quyến thuộc ở bên Chúa. Các ngài chắc hẳn cũng đáng rất hạnh phúc và chia vui với niềm vui của con. Con xin cảm ơn các bác, chú, mừ, ó, dì, dường và anh em nội ngoại. Cách riêng, em muốn cảm ơn các anh chị, các cháu trong gia đình. Anh chị và các cháu đã luôn đồng hành và giúp đỡ em trong suốt hành trình dâng hiến, và nhất là đã thay em để bên ba mẹ. Xin Chúa ghi nhận và trả công cân xứng cho các anh chị và mọi người. Ba mẹ kính mến, con không biết dùng lời nào để diễn tả công ơn của ba mẹ đối với con. Con xin khắc cốt ghi tâm công lao của ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã sinh thành dưỡng dục, đã trở thành nguồn động lực, cảm hứng và sức mạnh giúp con trung thành và vững mạnh theo Chúa. Con biết ba mẹ đã giấu đi những giọt nước mắt,
che đi những giọt mồ hôi, âm thầm chịu đựng gian khó để nuôi anh em chúng con lớn lên. Và nay đều đã trưởng thành, khôn lớn nên người. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ, những sợi tóc bạc trên đầu của ba, theo năm tháng đã tích tụ, là những tích tụ của những lo lắng yêu thương dành cho anh chị em chúng con, cách riêng là cho con. Con chỉ biết sống sao cho nên người mục tử và đền đáp ơn nghĩa của ba mẹ. Nguyện xin Thiên Chúa thấu cảm lòng con và ban cho ba mẹ sức khỏe, niềm vui và dư đầy ân sủng của người. Nói sao cho hết tấm lòng con. Xin ba mẹ hãy vui nhận của con một cái quỳ lạy để thể hiện tấm lòng con. Trong kính quý cha, kính thưa cộng đoàn, ngôn ngữ không thể diễn tả hết tâm tư bấy nhiêu ân tình xin lưu giữ mãi trong con tim của con, và con sẽ cố gắng viết tiếp lời tri ân cảm tạ bằng cuộc đời dấn thân phục vụ để trở nên mục tử như lòng Chúa và giáo hội mong ước. Xin quý cha và mọi người tiếp tục đồng hành với con, cầu nguyện cho con trong chặng đường mới, sứ vụ mới. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn lành cho quý vị. Con xin cúi đầu đa tạ. Bây giờ tân chức tặng hoa cho cha quản sứ, thể hiện lòng biết ơn. Tân chức tặng hoa cho ông bà cố, thể hiện lòng tôn kính công lao vất vả của ông bà đã nuôi dưỡng và giáo dục tân chức có được như ngày hôm nay. Xin công đoàn cho một tràng pháo tay thật dài để chúc mừng gia đình ông bà cố và giáo xứ. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, sau bài ca kết lễ, xin quý cha lưu lại cung thánh ghi tấm hình lưu niệm cùng với tân chức. Con xin chân thành cảm ơn.